Thưa quý vị, sáng nay 21 tháng 11, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được đã có buổi tiếp và chào xã giao Phó tổng giám đốc điều hành Samsung Engineering Việt Nam, Han San Diok. Tại buổi gặp mặt Phó tổng giám đốc điều hành Samsung Engineering Việt Nam, Han Sang Deong trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh và các sở ngành dành cho công ty, đặc biệt công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Engineering giới thiệu khái quát về tình hình hoạt động cũng như những dự án đã và đang triển khai phát triển của công ty, đặc biệt dành sự quan tâm cho dự án nhà máy xử lý nước thải tại thành phố Tân An. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Giang Được bày tỏ sự quan ngại đối với đề nghị của Samsung Engineering Việt Nam khi mong muốn tham gia vào các dự án bảo vệ môi trường tại thành phố Tân An về các đề xuất của công ty, bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Được giao cho sở kế hoạch và đầu tư, sở tài nguyên và môi trường làm đầu mối phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan làm việc cụ thể với công ty về chủ trương nguồn vốn, phương án tài chính, tính khả thi của dự án.